Và hôm nay Học đang giao chiếc xe Innova E 2016 phong cũ đây cô chú anh chị. Chiếc xe Innova E mà đi 69.000 cây đây. Hôm nay đã hoàn tất baru anh chị nhìn nè, giống như là mới ra lò anh chị, giống như là chiếc xe mới ngày xưa vậy đó. Đó, anh chị nhìn thấy không? Đó, chạy 69.000 cây, xe 418 triệu thì Học quay khoảng 3 tiếng đồng hồ thì có khách hẹn sáng hôm sau lên đây vỏ bọng nè anh chị. Đó, gầm nè anh chị. Đó. Chiếc xe này là chiếc xe 418 triệu á cô chú anh chị. Đó, xe Innova E phong cũ nè, 2016 nè. Đó, 96.000 nè. Đó, cô chú anh chị thấy không? Cái này chưa bóc tem nè. Đó, này chưa bóc tem nè. Cái cần gạt vô lăng ở đây cũng chưa bóc tem nè. Đó. Mấy ngày nay thì Học đi mua xe ở tỉnh cũng về rất là nhiều xe, cô chú anh chị có cần xe mẫu xe nào á liên hệ trước cho Học nha. Ở Innova, Fortuner, Vios rồi á, cô chú anh chị có tìm mẫu xe nào á, cô chú anh chị điện số là 0901224668. Cô chú anh chị gọi số đó cũng được, hoặc cô chú anh chị kết bạn Zalo với số điện thoại là 0935225686 nha anh chị. Đó, vì cái số 888 này của Học, 668 này của Học đã full Zalo rồi. Đó, cô chú anh chị cứ liên hệ cho Học ha. Đó, chứ cô chú anh chị thấy không? Xe đã hoàn tất Maruguri xong. Trời ơi, nó đẹp khủng khiếp luôn. Đó, keo chỉ thì còn nguyên zin nè. Đó, anh chị nhìn cái độ bóng của nước sơn nè. Đó, khi Học đậu với ánh đèn anh chị thấy không ạ? Đó, đậu như vậy nè, nó mới lộ ra cái độ căng của nước sơn đó cô chú anh chị. Đó, anh chị thấy không ạ? Innova E 2016 ha. Đó, anh chị nhìn bên Học làm phần gầm nè. Ở ngoài độ bóng của nước sơn, độ sạch của nội thất. Đó anh chị, đèn nè anh chị nhìn thấy không, bóng lưỡng mới tinh nè. Đó, hãy Học mở khoang cabo khoe cô chú anh chị xem. Anh chị nhìn thấy nè, mình Học là Maruguri nè. Đó, khi cô chú anh chị á mua xe online á, nhưng mà anh chị mua chính hãng rồi cô chú anh chị cũng không có sợ bị lừa này kia ha. Đó, bên Học là dọn xe đồ sạch sẽ cho cô chú anh chị Maruguri. Đó, anh chị thấy không, rất là tuyệt vời ha. Đó, xe như là chiếc xe mới vậy đó cô chú anh chị. Ra cái khoang động cơ coi nè. Đó, bên Học hiện tại đang cần mua ô tô cũ rất là nhiều nha cô chú anh chị, 2006 hay là 2015, 2016 đồ á, xe mà đẹp là bên Học mua giá cao à. Đó, cô chú anh chị có thấy không ạ? Đó, cái phần ABS nè. Đó, khoang động cơ nè. Đó, anh chị thấy bên Học vệ sinh lại mới nguyên không? Ở đây là chiếc xe 2016 nè. Ở xe này thì cũng có rất là nhiều khách Học gọi hỏi nè. Đó, nhưng mà anh Phiếp ở Sóc Trăng thì anh thì ở rất là xa, nhưng mà anh được cái có người quen ở đây, anh cọc cho Học trước, anh chuyển khoản xong rồi người quen của anh đến xem xe quá, cũng anh đến xem xe cũng hỗ trợ anh Phiếp rất là nhiệt tình, đi chạy thử đâu này nọ, khi cọc xong rồi ảnh chạy thử. Đó, anh cũng rất là vừa ý chiếc xe này và anh đã chốt cho anh trai của mình. Cô chú anh chị có bán xe nhớ liên hệ cho Học nha, 0901224668. Cô chú anh chị có bên Học có định giá xe mới miễn phí nữa, xe cũ miễn phí nha. Đó, xe của mình muốn thanh lý cho gia đình hoặc là mình muốn bán giá bao nhiêu đó cô chú anh chị cứ gọi Học, Học tư vấn cho. Đó, một lần nữa Học xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã cùng Học đánh giá sản phẩm này. Xin chào và xin hẹn gặp lại ạ.